Rồi, trận đánh tiếp theo giữa bạn nói chung là tank ký tự đặc biệt nhiều quá cho hệ thống đọc cũng không nổi luôn. Đường môn bạo vũ, cây này cấp 6 hơi tiếc các bạn nhỉ, option khá là ngon. Nhưng mà đồ thì cũng khá là bình thường, vẫn cưỡi phi vân như ai. À, còn bản tiểu gia thần của chúng ta thì à, họ sát nội công cấp 6, vấn đề gì? Hạng 26, trang bị này thế đấy, trang bị bây giờ nó khiếm lắm. Kháng 10 này là đỉnh rồi đấy, kháng 10 gọi là đỉnh chốt rồi các bạn. Chứ không dễ gì kiếm được đồ như vậy đâu. Hỏi cái quãng đường mà đi kiếm đồ để mà đạt đồ ngon bây giờ mình còn xa lắm các bạn. Rồi, tiểu tà thằng, nói chung là bạn Poseidon chúng ta thì tay thì đặt ký tự đặc biệt, thì anh em thích đặt ký tự đặc biệt thì các bạn đặt thôi. Chỉ có điều là hệ thống nó sẽ đọc như thế này đây. Hệ thống nó sẽ đặt như thế này đây. Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Quỷ đặt cái tay nhìn hệ thống nó cũng đọc không ra luôn. Hệ thống nó đọc không ra luôn bởi vì cái tay nó khó đỡ quá. À, bây giờ là bạn tiểu tờ thằng của chúng ta khó các bạn nha. Làm chậm không có, rồi mọi thứ nó không có, rồi biết sao chơi. Biết là đường môn là nó như vậy đấy. À, cầm vũ khí cấp 6 thì hơi bèo, nhưng mà làm chậm không có thật sự luôn này. Làm chậm 20 thì nó không đi đâu về đâu cả. Không dây. Không biết là anh Thiên Nhẫn của chúng ta anh chưởng như thế nào đây. Một chưởng. Thả không được. Anh ấy đang cố gắng thả. Đang cố gắng thả. Không thả được. Đúng rồi. Cơ bản là anh em biết sao không? Biết sao mà Thiên Nhẫn nó di chuyển được không? Bởi vì cơ bản Thiên Nhẫn nó có thời gian phục hồi tại trấn phái. Chứ anh em thấy hồi nãy Thiên Vương không? Thiên Vương đâu có nhích được đâu. Đồ phục hồi thì không có, làm chậm thì không có. Nhưng mà Thiên Nhẫn được cái là nó phục hồi nó từ trấn phái. Thành thử ra các bạn thấy được là nó di chuyển được. Đó là một cái lợi hại của Thiên Nhẫn. Nếu như có làm chậm 80 thì ôi giời ơi, nó đứng nó thả như đúng rồi luôn. Anh ấy đang di chuyển. Anh ấy đang tìm cách. Đó. Anh ấy đang tìm cách nhưng mà thật sự là quá khó. Quỷ đường môn này nó xoáy ghê quá. Nó xoáy ghê quá này mà. Ui giời đất ơi. Anh em thấy lợi thế của Thiên Nhẫn không? Thiên Nhẫn tuy là kháng không, không phải được kháng tất cả nhiều cái bàn, nhưng mà nó được cái phục hồi. Đó. Thả một cái là xâm đen 1/3 cái máu liền. Không có cơ hội để thả. Thật sự. Nếu như để tiểu tà thần thả cứ hai cục double thì khả năng không biết cái tay khứa này đọc sao luôn ấy. Poseidon là khó trụ đấy các bạn. Hai anh cùng băng sát thần. Một anh sát thần, một anh XT. Cho anh em đặt cái tự đặc biệt thả ra, thành ra nhiều anh em đặt nhiều cái tay khó đỡ quá. À, nói về Thiên Nhẫn thì nhiều lúc đồ phòng thuộc lý anh em gì nó không có. Nhưng mà cơ bản là nó đã gọi là dương rồi. Thành ra là nó trâu lắm. Đối với những hệ ngoại là nó trâu rõ lắm. Thả được cúc cơ khứa này khi di chuyển. À, cứ cho cái Thiên Nhẫn chơi cái gì đâu có. Trời đất quỷ thần ơi. Nó xoáy kiểu mà kiểu đó thì ra anh em thấy không? Hệ thống nó đọc không ra tay luôn này. Tại vì cái tay nó khó đỡ quá. Rồi. Vậy là trận đấu đã kết thúc và nó là đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không thể thay đổi tình thế được các bạn.